Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay video này để tư vấn cho mọi người về tinh dầu nước hoa Aroma Perfume Oil của bên mình. Đây, đây là tinh dầu nước hoa Aroma Perfume Oil của bên mình này. Tất cả các cái mẫu mã hiện tại bên mình có là mẫu đen nhũ như thế này và mẫu vàng. Mẫu vàng này là mẫu cũ, thì sắp tới là bên mình sẽ chuyển đổi dần về cái mẫu tinh dầu nước hoa chai dạng lăn 12 ml như thế này, chai màu đen. Còn chất lượng thì bên mình đảm bảo về chất lượng là sẽ càng ngày sẽ càng tốt hơn, chứ không nhập mặt hàng rẻ hơn này, rồi giữ mùi thì cũng sẽ giữ mùi rất là lâu. Nó tất nhiên là đắt hơn thì nó sẽ giữ mùi lâu hơn rồi. Đây nhá, đây là chai tinh dầu dạng lăn 12 ml. Đây là mùi Lancôme, Lancôme La Vie Essence này. Cái mùi hương này thì nó là tông mùi ngọt bán rất là chạy sau cái Britney Spears Midnight. Thì trước đấy thì cái Britney Spears Midnight thì bán rất rất chi là chạy rồi. Nhưng mà cái mùi này mới ra được mấy tháng thôi, nhưng mà cái doanh số nó gần như là đuổi theo được Britney Spears Midnight rồi. Cái cách sử dụng thì chắc là khá nhiều người biết đến cái cách sử dụng của tinh dầu nước hoa bên mình rồi. Nó là dạng lăn, đầu lăn 360 độ này. Khi mà dùng dạng lăn ấy thì nó sẽ rất chi là tiết kiệm. Bạn dùng dạng xịt thì có thể là xịt rất là nhiều, với nước hoa thì sẽ là ok thôi, nhưng mà cái tinh dầu này nó tại vì nó là dạng tinh dầu đậm đặc, từ cái tinh dầu này pha chế thêm một số các cái dung môi và nguyên liệu nữa thì mới ra nước hoa. Còn cái mặt hàng này của bên mình thì đảm bảo là sẽ nhập ở tại nhà máy của Pháp nhé, nhà máy của Pháp, nên là tất cả các cái quy trình sản xuất này, rồi giấy tờ về an toàn kỹ thuật, an toàn sản phẩm, người ta sẽ kiểm nghiệm trên từng sản phẩm. Và cái nhà máy này là nhà máy của Pháp chứ không phải là bất cứ một cái nhập ở tại nước nước nào khác. Hiện tại là bên mình sẽ làm việc trực tiếp nhập khẩu trực tiếp tại nhà máy của Pháp này. Và cách sử dụng của cái tinh dầu nước hoa này thì như các bạn biết là dạng lăn thì cũng như là nước hoa thì mình sẽ sử dụng trên cổ tay này, cổ tay ở những cái đường ven chạy này, có ven mạch máu chạy qua này, thì hay là ven ở cổ này, hay là ở nếu mà sử dụng những cái điểm trên cơ thể thì sẽ là cổ cổ tay, và xoa hai cổ tay chấm lên ven cổ thì sẽ cái những cái điểm đấy thì nó sẽ giữ mùi, nó tỏa hương tốt hơn, nó giữ mùi lâu hơn. Còn nếu như mà trên quần áo ấy thì sử dụng trên quần áo thì nó giữ mùi rất chi là lâu nhá. Giữ mùi trên trên cơ thể khoảng một ngày đổ lại nó cũng đã là lâu hơn nước hoa bình thường rất là nhiều rồi. Còn giữ mùi trên quần áo thì đặc biệt là quần áo mùa đông thì nó sẽ giữ mùi lâu hơn là mùa hè. Mùa đông thì nó sẽ giữ mùi từ 2 cho đến 7 ngày. Có những cái áo rét mà mình chưa giặt ngay ấy, thì nhiều khi giữ mùi rất chỉ là lâu. Đó, và còn cái mặt hàng này thì nó khá là mới ở thị trường Việt Nam. Khi mà phù hợp cho tất cả mọi người, học sinh, sinh viên, những người đi làm hay là những người lớn tuổi, tất cả mọi người đều có thể mua được cái sản phẩm này, giá rất chi là bình dân này, tại vì là bên mình không nhập qua bất cứ trung gian một 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 bên nào khác cả. Và ở nhiều người ở các nước khác ấy thì người ta sẽ phải nhập, cũng sẽ nhập nguyên liệu tất cả các thứ ở tại Pháp thôi. Tất cả các nguyên liệu của cái nước hoa thì đa số là nước Pháp thì là nổi tiếng về nước hoa rồi, thì mọi người đều biết. Sản phẩm hiện tại ở bên bên tớ thì đang tuyển rất là nhiều về cộng tác viên này, cộng tác viên kinh doanh, khách sỉ và đại lý ở trên toàn quốc.
Hy vọng là sẽ mọi người sẽ cảm nhận thử 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 nghiệm sử dụng sản phẩm này và cảm nhận được cái chất lượng của cái sản phẩm này. Quảng cáo thì đôi khi nó cũng chỉ là quảng cáo thôi, nhưng mà khi mà các bạn sử dụng sản phẩm này rồi ấy, thì mình đảm bảo là sẽ làm hài lòng. Nói chung là để mà 100% thì cũng khó khó có cái sản phẩm nào để mà nói là 100%. Thế nhưng mà đặc biệt là thật sự là cái sản phẩm này được rất là nhiều feedback, rồi cái phản hồi của khách hàng rất chỉ là ok. Còn cái nói đến nước hoa, tinh dầu nước hoa cũng như vậy, có rất chỉ là nhiều mùi hương của các hãng nổi tiếng. Có hiện tại bên tớ thì bên mình thì nhập khẩu là tổng là 120 mùi hương của các hãng. Mọi người có thể truy cập ở trên page Zalo hay là Facebook của mình để cập nhật 120 mùi hương, danh sách 120 mùi hương của các hãng nhé. Còn khi mà mình dùng dùng nước hoa ấy thì cảm thấy là nó sẽ tự tin khi trong giao tiếp hơn. Giao tiếp với mọi người đều đều cảm thấy tự tin về mùi hương cơ thể của mình này. Còn cái mùi hương này tại vì là nó giữ mùi rất chỉ là lâu nên là nó kéo dài được cả ngày bất bất kể nơi đâu. Còn thu nhập thì ai cũng có thể sử dụng cái mặt hàng này rồi, mình nghĩ là như vậy. Tại vì mua một chai nước hoa to đắt tiền, mình phải trả tiền cho hãng về thương hiệu này, rồi về bản quyền hay gì gì bla bla, rất là nhiều thứ. Đấy, còn nếu mà các bạn mà hiện tại mà đang quan tâm đến đến việc muốn kinh doanh, các bạn sinh viên hay là mọi người muốn kiếm thêm thu nhập ấy, đang đang quan tâm đến vấn đề kinh doanh như thế này, thì cũng cứ liên lạc với cả bên tớ thì giờ để được tư vấn và làm cộng tác viên hay là làm đại lý khách sỉ của bên bên mình. Cái mặt hàng này nó rất chi là dễ tiếp cận với cả mọi người, nên là mọi người có thể tham khảo xem. Vốn thì nếu mà là cộng tác viên thì rất chi là đơn giản. Khách sỉ cũng thế, vốn rất chi là ít. Tại vì là giá cả của sản phẩm này nó đã giá bán lẻ ra đã khá là ok rồi, chứ chưa nói đến cái giá buôn giá sỉ thì được rất chi là tốt. Đấy. Còn cái độ giữ mùi với cả đảm bảo về an toàn hay là các mùi hương thì các bạn có thể sử dụng và thử nghiệm để trải nghiệm cái sản phẩm thì các bạn sẽ biết về chất lượng nhá. Có gì mọi người cứ liên hệ với cả bên mình để được tư vấn, được tham khảo các cái sản phẩm. Có gì liên hệ thì các bạn cứ liên hệ vào page này, Zalo này, Facebook. Xin chào các mọi người nhé, xin chào các bạn.